tôi tên là Nguyễn Thị Xuân Mai, 59 tuổi. Tôi lên chương trình này để kết nối yêu thương, để tìm một người anh nào đó có nhà, việc làm ổn định, lương 8 triệu. Rồi, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay có một cô gái Xin chào, cũng lên chương trình nhờ anh em kết nối. Thì liệu ngày hôm nay cô có tìm được ai không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem. Rồi, thay mặt anh em chào cô nhé. Dạ. Cô cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Xuân Mai, năm 1995. 59 tuổi, cô đến từ đâu cô Mai? Đến từ An Giang. Cô đến từ An Giang hả? Trời ơi, xa chứ vậy. Cô đi từ mấy giờ? Quê An Giang nhưng mà làm ở ngoài xe cảng. Làm ở đâu cô? Ngoài xe, bến xe miền Tây á. Rồi cô làm gì đó? Quản lý nhà nghỉ. Quản lý nhà nghỉ? Ồ, cũng giỏi nhé. Mới làm thôi. Cô làm có thu nhập mình tốt không? Lương cũng 8 triệu một tháng. Tốt hơn. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Lương cũng ngon à. Rồi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao cô? Ly hôn cũng lâu lắm rồi, mấy chục năm. Bao nhiêu năm? Mấy chục năm rồi. Mấy chục rồi ha. Cô có mấy người con? Được bốn đứa gái. Con ở bên mình hả? Ở với cha? Thôi, nó ở với một mình ở bên ngoại. Là ở với chị hả? Con chắc cũng lập với gia đình hết rồi hả? Còn một đứa đi làm việc. Dạ. Cô chia tay là tính như là bao nhiêu năm rồi? Cách nay cũng hơn 30 năm. Hơn 30 năm. Hơn 30 năm vậy cô đã tìm hiểu ai chưa? Có tìm hiểu mà không có đi đến đâu. À, cũng có tìm hiểu mà cũng không hợp ha. Rồi, cô xem chương trình tụi con lâu chưa? Nay mới quyết định lên đây. Cũng lâu lắm rồi. Nay cũng mới quyết định lên ha. Cô lên thì con có đồng tình ủng hộ cô không? Con á, con cô biết không? Chưa. Cô âm thầm cô đi hả? Cô không có thông báo người thân bạn bè gì hết hả? Không. Tại có dịp chẳng đi luôn chứ làm cũng không có thời gian đi. Rồi, hiện tại cô làm ở khu vực nào? Ngang bến xe miền Tây. À, bến xe miền Tây. Phường An Lạc. Rồi, cô chia sẻ về bản thân tí xíu nè, tính tình cô làm sao? Tính tình hòa đồng, sống tình cảm. Tình cảm. Rồi, mình lên tìm một nửa thương thì mong muốn của mình như thế nào nè? Mong muốn một nửa là có tình cảm chân thành để mà chăm sóc cho nhau. Rồi, có cần ngoại hình gì không cô? Ngoại hình dễ nhìn. Dễ nhìn tí ha. Cao ráo, sạch sẽ, phải dễ nhìn ha. Dạ. Rồi, độ tuổi khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu? Nhỏ hơn 2 tuổi hoặc lớn hơn 3 tuổi, 4 tuổi cũng được. Rồi, bây giờ từ 55 đi. 55 đến 65 đi cô ha. Không được không? Vui ha. Cô cần là giàu có tài giỏi gì không cô? Kinh tế tốt. Được. Kinh tế tốt. Tốt là mức độ là như thế nào cô? Có nghĩa là công an việc làm ổn định là được. Chứ bây giờ 60-70 rồi chắc việc làm cô sợ là hơi khó. Ý là cô muốn như thế nào, cô hãy trình bày cụ thể hơn một chút xíu. Muốn có kinh tế ổn định để mà mình về mình không cần phải lo về kinh tế nữa, để chăm sóc tuổi già với nhau. Nhà cửa làm sao, có cần thiết không cô? Có, càng tốt. Nếu không có thì sao? Không có nhà được không? Không có nhà, về nhà cô ở được không? Cực khổ nhiều thêm. Thì không có, mình cũng chịu cực tí nếu tùy duyên, đúng không? Thế là bây giờ nếu mà cô cần là chỗ nào phải có nhà? Dạ. Nếu mà ví dụ chưa đó ở trọ thì có được không? Ở trọ thì nó sống bấp bênh gì, nặng lo. Hơi khó ha. Dạ. Rồi. Chung là hơi khó nhưng mà nghĩa là có duyên đến với mình được không? Hay là nhất định là mình không lấy người ở chợ? Ví dụ cô cứ chia sẻ thẳng thắn đi, nếu mà không hợp đó, thì ví dụ mấy chú ở chợ khỏi tìm hiểu mình mất thời gian. Còn nếu mà có duyên vẫn được thì mấy chú liên hệ với mình. Thì tốt nhất là có nhà. Rồi thì nói chung là có nhà thì nó tốt hơn, nó tiện hơn. Còn nếu bây giờ ví dụ như chú nào đó cũng có nhà, nhưng mà cuộc sống ở quê thì nó chỉ đủ ăn thôi,
một tháng là thu nhập có 3-4 triệu thì thôi, chỉ đủ ăn thôi, thì cô có đồng ý không? Vậy càng thêm mệt nữa. Không, 3-4 triệu là chỉ đủ ăn thôi chứ không có thiếu thốn. Mình hái rau rồi ngoài vườn mình bắt cá bắt tôm ở dưới kênh rạch lên mình ăn, 3-4 triệu chỉ mua thêm phụ phụ mấy cái này kia thôi, nói chung là không có dư, chỉ đủ ăn thôi, cô có đồng ý không? Rồi lỡ bệnh hoạn rồi tiền đâu lo. Chứ bây giờ lỡ khi cô bệnh hoạn cô cũng không có tiền lo. Mà bây giờ cô đến với chú đó thì cô có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ, chỗ tâm sự tuổi già hùng hỉ với nhau. Chứ bây giờ cô bệnh cô đâu có tiền lo đúng không? Hay là sao? Hay là cô muốn cần một người khá giả? Thì hơi khá chút cũng được. Khá. Thì bây giờ lúc trẻ mình làm mình phải tích góp đi, khi nào già thì mình lấy tiền đó ra mình lo chứ. Sao giờ tự nhiên tại mình kêu người lo sao nữa? Lo cho con hết rồi. Giờ thì cô lo cho con rồi, thì bây giờ con cô ốm đau bệnh tật thì con cô phải bỏ tiền ra lo cho cô chứ. Nó phải lo cho bản thân nó, giờ mình phải lo cho mình. Nói vậy đâu được. Mình lo cho con rồi thì con nó lo cũng chút đỉnh thôi chứ nó con không bỏ mình được. Phải có trách nhiệm và nghĩa vụ để lo cho cha mẹ. Còn đâu bây giờ mình đi tìm một người yêu thương là mình hùi hỉ tuổi già thôi. Chứ còn bây giờ mình mà đi lấy người ta về mình bắt người ta lo nữa thì sao được. Ý là chỉ có là cơm nước con này kia vui vẻ với nhau ấy. Bây giờ bắt người ta lo thì với được, chú nào khá giả thì được. Có tiền nhiều thì được. Khó. Nói chung là cái gì cũng khó nhưng mà nó cũng có chứ không phải là không. Khó nhưng mà cũng có ha. Bao nhiêu tùy duyên đi. Đúng, đó là tùy duyên. Không, nhưng mà nó phải, cái gì nó phải thực tế con đúng không? Bây giờ mình lo cho con cái thì con cái lớn lên phải có trách nhiệm lo với cô. Ví dụ như cô ở với chú nào đó thì khi nào mà cô bệnh thì cô phải báo cho alo các con là má bệnh thì các con phải lo cái cho cô má chứ. Chứ giờ mà mình từ nuôi cho con khôn lớn rồi bây giờ mình lại bắt người khác lo cho mình thì đâu được. Thì mình lo anh ta lo mình. Thì lo qua lo lại thôi chứ làm sao mình bắt hết trách nhiệm cho người ta được. Không, cũng về cũng đi làm kiếm tiền phụ họ thêm. Thì thế bây giờ ví dụ chú nào mà ở dưới quê mà 3-4 triệu đủ ăn thôi mà về với cô có đồng ý không? Có suy nghĩ lại không? Có cho chú ấy một cơ hội không? Để gặp mặt nói chuyện đi. Trời. Thời buổi hiện nay giờ sống đủ ăn là tốt lắm rồi cô ơi. Giờ khó lắm. Có chỗ ăn, chỗ ở, có người đạo đức hiền lành, vui vẻ, hầu hỉ với nhau là vui rồi. Chứ mà muốn người mà giàu có nữa mà lo cho mình không, nữa thì không, họ giờ tuổi này kiếm giàu có thì chắc có bầu hiếm. Thì thế đó mới khó đúng không? Đó là thực tế. Cái ví dụ mà cô bảo cô tìm một người bình thường hù hỉ với nhau là quá dễ, quá đơn giản. Nhưng mà cô bảo tìm người có tiền để lo cho mình nữa thì nó khó. Nhưng mà theo cô mà bảo là 3-4 triệu không đủ thì theo cô nghĩ là bao nhiêu triệu thì mới đủ. Bao nhiêu triệu thì mới đúng theo ý của cô được á, cuộc sống cho nó thoải mái á. Thì cũng cỡ 5 triệu. Trời ơi, 3-4 triệu cũng chịu, không chịu 5 triệu. Nói chung là đủ hay không cũng do tùy mình sắp xếp, mình xài thôi. Chứ còn bây giờ mà nói mà mình xài mà có nhiều người xài nhiều thì ví dụ mấy chục triệu cũng không đủ. Nhưng mà mình biết gói ghém thì 5-7 triệu vẫn đủ thôi. Nhưng mà cái gì nó hợp tình hợp lý là nó hay hơn. Nhưng mà tính tình cô làm sao? Cô có hay khó tính không? Hay dễ tính? Dễ tính. Dễ tính hả? Thế còn bây giờ theo ước nguyện của cô là cô lên đây cô muốn làm sao này? Cô nói thẳng đi. Đây ý cô muốn làm sao? Hả? À, ý là chú nào đó có nhà, có điều kiện chút xíu. Còn nếu ví dụ như từ nãy con nói chuyện với cô ấy, thì ví dụ như chú nào có nhà luôn nhưng mà cái điều kiện không được cao thì con như con chia sẻ với cô đó, chỉ 3-4 triệu thôi mà sống một cuộc sống ở nhà mình quê rất là bình yên. Đó, ốm đau thì con cái lo, còn hai người già hù hỉ sống với nhau vậy thôi. Cô có đồng ý không? Cô có cho chú một cơ hội không hay là không được? Khó hả? Không được đúng không? Không được hả? Không được hả? Thì cô cứ trả lời đi để cho các người ta xem người ta biết chứ. Không được. Vậy là cô vẫn giữ được. Hơi khó khăn. Khá một chút cũng được. Vậy là cái quan điểm của cô là vẫn giữ là tìm người hơi khá một chút. Rồi, ok cô. Thì anh em ở đây thì chỉ có trao đổi với cô giống như có cô cháu mình tốt, trò chuyện thôi. Còn cô vẫn có quyền giữ cái quan điểm của cô. Là cô cần tìm người có điều kiện khá hay chút. Tốt chút. Dạ, thì nó hơi khó. Rồi, thế thì bây giờ mà cô mà về với chú đó thì cô có làm gì không? Hay là mình chỉ có... Ví dụ có tạo điều kiện được thì mình đi làm tiếp. Cô cũng không phải đi làm ha. Nhưng mà... Ở nhà cũng buồn. Đi làm mình sáng đi mình chiều về. Thích buôn bán gì không? Không. Nên làm.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nếu bây giờ mà lên chương trình này á, chẳng may mà những cái chú mà những cái thấy cô dễ thương quá, mà chú ấy đang ở trọ ở gần chỗ Thủ Đức, Sài Gòn đây này, mà cô ấy thương, chú ấy thương cô thật lòng thì cô có đến với chú không? Nếu thương thật lòng thì đến. Ừ, nhưng mà ở trọ mà làm bảo vệ một tháng cũng 7-8 triệu đó. Nhưng mà ở trọ, cô đồng ý không? Nhưng mà không có lo cho con cái gì hết nha, chỉ lo hai chồng lo nhau thôi. Nhưng mà là tiền 7-5-7 triệu mà lo cho con nữa thì cũng đâu còn nhiêu đâu. Bây giờ cô chú đó làm 7 triệu đi, cô làm mấy triệu nữa, mười mấy triệu hai chồng sống thoải mái. Bây giờ cô có lo cho con cô nữa không? Nếu đã chấp nhận rồi là không lo nữa. Ý là bây giờ hiện giờ cô còn lo không? Ngưng rồi. Đúng ra bây giờ cô lớn thì con phải lo lại cho cô chứ mà. Không, nó lo thì cũng phần nào thôi, nó cũng còn riêng tư của nó. Bây giờ mới đi làm kiếm thêm để dành. Ở trong, chỗ cô làm có mấy chú nào tán tỉnh cô không? Cũng có mà. Cũng có rồi hả? Sao vậy? Không có bảo vệ, bảo vệ chứ nhiều khi ở nhà người ta có kinh tế chứ đâu phải là bảo vệ, không có đâu. Ở trọ đúng không chú? Cô đó biết ngay mà, mấy chú ở trọ không sao mà được. Cô phải chọn người có nhà đàng hoàng, điều kiện. Nói an cư thì lạc nghiệp mà. Đúng. An cư lạc nghiệp. Rồi, thế thì hôm nay thì buổi trưa rồi à, chắc có lẽ là anh em cũng sẽ kết thúc cái câu chuyện này ở đây. Tại vì cô trước khi kết thúc thì cô có lời nào muốn nhắn gửi tới các chú không? Không biết nói sao. Thì cô muốn tìm một anh có nhà cái gì đó, lương bao nhiêu gì đó tùy cô thôi. Cô cứ nói đúng ý của mình đi. Cô muốn tìm một người như thế nào, nhà cửa lương lậu như thế đó, tuổi tác cô nói đi. Dạ, tôi là Nguyễn Thị Xuân Mai, năm 1965, muốn lên tìm kiếm một cái anh nào đó có kinh tế ổn định, có nhà cửa thì càng tốt. Dạ, lương lậu bao nhiêu vậy đó? Lương 7 triệu cũng được. Có duyên thì gặp nhau, chăm sóc với nhau sau này. Rồi, ok cô, theo ý của cô rồi ha. Đó, tụi con chỉ là nhịp cầu nối thôi. Còn nó cái nào mà dễ thì tụi con nói dễ, mà cái nào nó căng thì tụi con hơi căng đấy. Trường hợp của cô là cũng hơi căng á. Hơi thôi, chưa căng mấy. Thì cô mới tìm người khá thôi. Khá thôi, chưa phải là già. Già mới căng, còn khá là cũng còn được. Rồi, được rồi. Rồi, thì cũng cảm ơn cô. Rồi, bây giờ đi. Cô cũng hiền đấy. Mình có tính, mình có hay nóng tính cọc gì không cô? Hay bình thường, hay hiền? Đụng chuyện nóng tính chút. Rồi thì cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Mọi người đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để cô có cái góc nhìn đa chiều hơn. Đó, cô đọc những lời bình luận góp ý ha. Thì cô sẽ có cái góc nhìn khách quan hơn. Rồi bây giờ con cũng xin phép hỏi cô là cô có đồng ý và cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Đúng. Cô có đồng ý cho mọi người cũng như các bên liên quan sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, cô đồng ý không? Đồng ý. Cô trả lời bằng tiếng giúp con. Đồng ý. Rồi, cảm ơn cô. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Rồi, bây giờ anh em xin kết thúc và xin chào. Xin chào. Rồi, đi ăn cơm. Hả? Bây giờ uống bớt chưa? Ừ, uống cũng bớt rồi cơ mà, uống nhiều cũng được không? Ờ, uống nhiều không ảnh hưởng gì hết, tại vì nó hoàn toàn là thiên nhiên. Uống chai rồi. Dạ. Yeah. 10 phần bớt được mấy phần rồi anh? Ôi giời, nó đỡ rồi, không đi làm nổi. Vậy hả? Thế thì trước khi anh uống là nó bị thế nào? Trước khi anh bị cái gối nó cứ đỏ lưng lên đấy. Ồ, sưng vù lên à? Sưng vù khớp nhưng uống nó khỏi rồi. Anh uống được bao nhiêu chai thì nó xẹp xuống? Thì được đâu 3 chai thì thấy nó khỏi rồi, đi làm được. Ồ, bây giờ 10 phần là bớt được mấy phần rồi anh? Cũng coi như cũng hầu như gần được 100% đến nơi rồi. Ồ, thế vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà trước khi anh uống là đi không nổi luôn hả? Đi đâu lắm, quỳ cái toàn quỳ. Ôi giời ơi, khổ thế. Thế là uống vậy là nó bớt hợp thuốc rồi đó, vậy là quá tốt luôn á. Ừ, ăn cơm cứ dạng thế hê rồi, khổ con dâu nhưng mà cũng sợ ngại, cứ dạng đeo chịu được. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh đau nguyên cái khớp gối hay là có phải đau khớp lưng không? Khớp gối, khớp lưng. Thế mới huyết áp, huyết áp thì tốt rồi.
Dạ. Vậy là tốt rồi, bạn thấy để em gửi cho hai chai nữa nhá. Ừ, nếu mà uống tốt đó thì giới thiệu giúp em, tại vì cái này nó hoàn toàn thiên nhiên nên anh uống số lượng nhiều nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Ừ, anh biết rồi. Dạ. Yeah. Em cảm ơn anh nhé. Rồi. Dạ. Yeah.